Trời ơi. Thanh nữ hôm nay làm giáo viên. Trời ơi, cái style này là cái style lịch lãm nè. Ai má? Dạ. Style thanh lịch. Lịch lãm là dành cho đàn ông. Có cảm thấy là cái style này chặt được xuân chưa? Trời ơi, quá đẹp luôn chị. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Cái này mà chị lấy cái bè sơ mi nè ha, để trên đầu ha, chị đi. Rồi đi coi, đi coi, đi coi. Không rớt cái bè sơ mi chị là. Ôi trời ơi, chặt lại đi chị, nói không lấy được rồi. Nè lên. Thôi đi. Mấy đứa làm khó nhau không mà, mình là người nhà mà cứ làm vậy hoài à. Mấy đứa thừa biết á, Xuân á là người mẫu, còn chị là người con mẫu à. Chị cố gắng lắm nó mới được vậy rồi, đòi hỏi chị cao quá à. Quan trọng là giờ vậy, ổn định chỗ ngồi đi mấy cưng. Ổn định chỗ ngồi. Cô giáo viên sẽ phát bài cho các bé. Bài gì vậy? Ơi, đọc đi rồi sẽ hiểu. Rồi đây nè nè, đọc ra nè. Đó. Cái gì vậy? Bản trắc nghiệm so sánh Mr. Tiền và Mr. Xuân. Gì Mr? Trời ơi, con gái mà Mr. Xin lỗi, lộn. Bản trắc nghiệm so sánh Tiền và Xuân. Trời ơi, không được đánh dấu hai người trong một câu hỏi. Đúng. Chị Tiền ơi. Hả? Có đâu có nhiều câu hỏi đâu, với lại chỉ có hai đáp án là Tiền với Xuân thôi. Chị làm gì cho nhiều vậy, tốn giấy. Trời ơi, như vậy nó mới công bằng. Thôi mấy đứa tập trung làm bài đi. Làm với cả tấm lòng nha, làm với một cái sự chân thật cho nó công bằng nhất. Dạ. Làm xong cho em một cái. Mấy đứa làm bài á, chị tranh thủ bây giờ chắc có lẽ là chị nên đi qua nhà bà 7 với bà 8 ha. Trời ơi, mấy bà nó dễ thương hết sức vậy đó, là fan của chị. Đi chị, đi vậy. Sao không làm mà bỏ đi đâu vậy? Không, mình đi ra ngoài đây có nhiều ý kiến hơn mình hỏi. Ủa vậy hả? Dạ. Đúng rồi, thôi được rồi. Mấy đứa cứ ngồi đây làm bài nha. Ít xíu nữa cô quay lại cô lấy bài. Bài gì? Dạ. Đi chị. Chị. Đi xuống Thủ Đức có học môn gì á, chỗ đó nhiều người lắm. Ta trách nghiệm ổn nha chị. Ôi, chậm lắm. Thôi đi Yến ơi, em đừng có dán nữa. Dán tùm lum lên nhà người ta, chị sợ chủ nhà ra người ta báo công an bắt mình chết đó. Chị yên tâm, dân phòng ở đây là bạn em lo được. Mà với lại chị biết sao không, mình phải dán như vậy, người ta đi qua đi lại, người ta bình chọn cho chị. Như vậy mới là khách quan, chị hiểu không? Nhưng mà chị sợ quá à. Sợ gì? Nếu lỡ khách quan á, là người ta chọn Xuân thì lúc đó số phận chị như thế nào? Chị yên tâm, mình là ban tổ chức đúng không? Mình in được, mình xé được. Trời ơi, chị là trưởng ban tổ chức mà sợ gì? Đúng rồi. Dán nhiều lên đó chị. Dán nhiều lên đó. Văn phòng. Trời ơi. Không yên tâm, bạn em. Mấy tờ giấy này là của hai chị đúng không? Dạ, em mới dán phát thị nè. Vậy thì mời hai chị theo đuôi lên phường. Văn phòng là bạn của em. Thì em quen văn phòng nhưng mà văn phòng không có quen em. Rồi bây giờ hai chị dán mấy cái bảng kiểu này nè lên tường nhà người khác là mất mỹ quan đô thị. Dạ. Vậy là không có được. Đó bây giờ bình chọn cái gì? Miss Tuyền, Miss Xuân. Miss dạ. Tuyền là ai? Miss Xuân dạ, là ai? Đúng rồi, anh bình chọn cho Miss Tuyền cho em nha. Rồi trong hai chị ai là Miss Tuyền? Dạ chị này là Tuyền nha. Tôi tên là Miss Huyền. Huyền. Dạ, xin chào, em tên là Miss Huyền. Dạ, còn anh đang thắc mắc là Miss Tuyền đúng không? Trời ơi, em là một cô giáo, trên đường đi dạy học về, em thấy cái tờ này nó đăng cái gì? Miss Tuyền, cũng ngạc nhiên không biết Miss Tuyền là ai. Ok, bây giờ em sẽ đi tìm Miss Tuyền, bắt Miss Tuyền tới ra mắt anh nha. Mà trước khi em đi, em xin giới thiệu với anh, đây là Miss Xuân. Chị. Vậy là đây là Miss Xuân. Rồi, dạ, không, theo không, anh lên phường. Em không biết, em chỉ đi lên phường, lên em... phường giải thích, anh không ơi, có giải thích ở đây. Anh ơi đi. Anh em cũng dễ thương lắm á. Mình đi nhé. Mình đi đâu anh? Lên phường. Đây, theo anh. Ủa, chị đi. Đây, vô đây, xuống. Trời ơi, không nhận á, cha sinh mẹ đẻ ra mới làm cái chuyện này á. Đúng là vừa ngại mà vừa thích. Bây giờ tình hình được bao nhiêu phần trăm rồi? Trời ơi, nguyên cái xóm này là bình chọn chị Tuyền hết. Em nói rồi, chị Tuyền là số 1. Làm sao chị Xuân mà qua chị Tuyền được? Ngại quá à. Thật ra thì làm cái bản trắc nghiệm này là tại vì để Yến nó cũng giúp chị làm thôi. Chứ
chưa thi làm gì biết chị làm hoa hậu rồi. Trời ơi, bỏ. Ủa Huyền Anh nè, ông Huyền Anh, Huyền Anh. Dạ. Huyền Anh đi kiếm Duy hả? Dạ. Quang, trước khi gặp Duy, Huyền Anh ơi, hãy cầm một tờ này đi. Đây đây, đây cái viết nè Huyền Anh ơi. Hãy suy nghĩ và mình hãy đánh dấu vào những cái gì mà mình thích một cách công tâm nhất nha. Công tâm nhất hả? Chị Xuân thì mình quá trời yêu thích, nhưng mà chị Tiền thì mình cũng hơi quý. Thì sao vote cho ai đây? Rồi nhanh đi nhanh đi, hết giờ nộp bài cho cô rồi mấy đứa. Nhanh đi nhanh đi. Rồi xong nè. Thở dài là chọn Tiền. Thôi được rồi được rồi, cảm ơn mấy đứa. À, đây là gà nhà với nhau, ủng hộ nhau là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ để cho công tâm hơn, chị Tuyền sẽ đi ra ngoài hỏi mọi người nữa. À, bây giờ Tuyền đi đâu nè? Đi đâu nè? Đi lên công an phường á chị. Ôi, vô duyên, con nhỏ này vô, ôi, cái thằng này vô duyên quá à. Không làm phiền mấy chú công an đâu. Bây giờ mình đi, qua bà Bảy, đúng rồi, qua bà Bảy ta. Dạ. Bye bye chị. Chị Tuyền bị anh Khôi ám luôn rồi. Ê, chị Tuyền bị sao vậy? Thì yêu mù quáng dễ gây choáng.